kiếm nghề gì anh em ơi? Nghề này cực khổ lắm anh em ơi. Tháo ra bỏ vô, mở ra sửa qua sửa lại. Cấm đừng cho chạy, rồi mày tứ đừng cho văng ra nha. Không bó lại là mới tháo ra là rễ nó chưa ra là nó khô liền nha. Lết anh em ơi, ngồi lết. Kiên trì mới làm được. Vậy có ai hiểu đâu, tưởng đâu chơi mai là sướng lắm. Lết đi, lết đi. Nghề này phải đang mê mới làm được anh em ơi. Không đang mê là cái tháng này là người ta bỏ hết á. Qua Tết là người ta bỏ hết. Quá nắng à. Tôi đâu uống tới đó. Ai biết tôi cực khổ cái này đâu. Làm sự đam mê thôi. Hôm nay là ra thị trường nha. Vô mắt cũng không dám gãi nữa. Ngồi lết hư đồ hư đạc hết, không có tiền mua nữa nè. Mai thì chưa bán được.
tưới đừng cho nó văng ra nha. Tháo ống nha, làm mà chân dài nha, tranh thủ làm đi làm nhặt hương, nhà không ai làm được hết, này khó khăn lắm, những rễ nào không đáng bỏ hết nha anh em, trồng trong ống này khó lắm, phân nhiều cũng chết, nước nhiều cũng chết, phải có định kỳ nha. Qua Tết rồi phải làm. Rễ nào không ấy sửa lại nha. Cột cho đứng cây lại. Làm cái này phải kiên trì nha, có công mà sắt có ngày lên kim, cái này làm nản là không có làm được, tẳng mẳng vậy, cái này mai chân dài trong ống tháo ra, ống này nè, ống 114 này, gọi là nằm trong ống này. Giờ phải banh tháo ra, vô phân, tủ rơm, vô các chồng mới nha. Quá nhiều rễ nha, rễ nào nhỏ bỏ hết đi. Với những cái rễ lớn thôi, tại vì này mấy chục cái rễ luôn. 3 năm nha, 3 năm rồi đó, mới tháo ra đó. Nuôi 3 năm ở trong ống rồi đó. Những cái rễ cơm ở trên là cắt bỏ hết, cho nuôi cái nửa cái thôi, cho bự. Phải kiên trì. Làm cái gì cũng phải kiên trì. Không kiên trì là không làm được nha. Cấm cho chịu cho đứng cây lại luôn. Tứ đừng có cho nó rung rinh là hư bộ rễ hết. Đẹp anh em, không chê thôi, chê là ghiền, người xấu vậy, chê gì ghiền đó, xong rồi vô các chồng nha, vô các chồng mới đầu tủ rơm lại nha, cho mát bù rễ vậy nè, nắng đừng có cho trái bù rễ, bung ra là nó phát dữ lắm nha, tại hôm nay nó ở tù không, trong ống ở tù 3 năm nay à.
Giờ ra tù nó mau lớn lắm, cũng như mình vậy đó, ra tù là thoải mái. Cái nào cũng rễ dữ lắm nha. Tối ngày qua giường không anh em ơi, cực lắm, bệnh đau quá trời luôn, cũng phải ráng làm cho xong. Không có ai thế được cái nghề này đâu, nghề này mình là nghề sẵn mẵn tò mò nghiên cứu, thứ này chưa ai dám làm cái này đâu anh em, không ai dám trồng mai chân dài hết, luôn cả Bến Tre luôn. Mùa dịch thì nghĩ người ta cấm không cho đi chê ở nhà, sáng kiến ra làm thôi, ai chỉ ai dạy đâu, học hỏi thôi, còn sống còn học, chết mới hết học. Học đời học đủ thứ hết. Này mới có phần ở trên nha, mốt mình lên chậu chê kiển, nó lên chậu rồi phải lên chậu cao nữa, nhóm lên cao lên. Bỏ đất này nha, bỏ nửa đất đi, thay đất mới, thay cát trồng mới. Sáng giờ chưa ăn uống gì hết, kết thúc